Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Eric 2021 nâng cấp độc đáo, đi cùng với một dàn chân cực chất. Các chiếc Eric thế hệ mới 2021 độ hôm nay vốn chỉ là một phiên bản Eric 125 bình thường, nhưng người chủ rất cưng cái chiếc xe, quyết định biến em ấy trở thành một trong những phiên bản Eric độ chất như nước cất. Chắc chắn không bao giờ làm cho những các bạn phải thất vọng khi chiêm ngưỡng em ấy. Cái cụm thắng đã bị thay mới bằng một cái cặp đôi quốc dân trong giới tay ga một đĩa, bao gồm như cái cụm Brembo Asset Costa đi cùng với cụm con Dono tức em. Nó được lắp đặt hoàn thiện để không chỉ đem đến khả năng kiểm soát phanh hiệu quả mà còn giữ được cái tính năng bóp thắng ngáy đèn hoa hậu. Cái vì kích thước là tương đối quá khổ nên gắn dĩ nhiên cần phải cắt gọt dàn áo một cách cực kỳ khéo léo. Cái chiếc Eric độ hôm nay không những chăm chút về những trang bị mà còn được bổ sung thêm một hệ thống ổ khóa smart key đến từ cái dòng Honda SX. Nó bọc với một cái bề mặt ổ khóa đã được CNC sắc nét, đi cùng với một chi tiết núm và cái nút bật yên làm từ titan. Cái ánh sáng này cũng được tăng cường đáng kể bằng một cái cặp bi cầu LED, ánh sáng hiệu quả hơn rất nhiều so với cụm đèn LED nguyên bản. Đồng thời cái sự cấp bậc của nó cũng khiến tổng thể cái chiếc Eric độ trông hầm ổ hơn. Hệ thống lỡ bỏ hệ thống CBS. Cái chiếc Eric độ hôm nay còn được trang bị cái công nghệ ABS, đem tính an toàn hơn trong quá trình kiểm soát phanh. Nó được can thiệp vào quá trình điều tiết cực thắng ở dàn chân trước khi sắp phát hiện ra những nguy cơ xảy ra tình trạng khóa bánh. Chỉ việc nâng cấp hệ thống phanh ABS, Angel Hell bấm đầu S cũng phải được bấm từ cái cụm thắng Rainbow Asset Costa đến cái bộ chia ABS, từ cái bộ chia ABS đến phần heo thắng trước để đảm bảo cái độ ổn định của phần áp suất dầu. Nói về cái dàn chân trước của chiếc xe hôm nay, em ấy lên cái phần heo thắng 81 Crazy Bidip. Nó làm hoàn toàn từ cái nhôm nguyên khối, cái chất CNC và có thể hiệu suất thắng rất mạnh mẽ khi kết hợp cùng với phần đĩa thắng của Race Boy, kích thước phù hợp. Cái bộ mâm vàng hợp kim ống ánh rất đẹp mắt, là cái dòng mâm CNC theo tính từ là Kim Beast, mức giá cũng gần 12 củ. Cái chiếc chống đứng trên xe dù chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng lại có mức giá không dưới 1 triệu đồng. Sở hữu em ấy đắt đỏ như vậy vì nó được cấu tạo từ nhôm CNC chất lượng, có cái độ chắc chắn và nét đẹp thẩm mỹ bắt mắt. Hiệu năng nhún nhảy y máy đến sự gấp mặt của cái phục Race Boy xịn sò. Dù có bình dầu nhưng khi gắn không cần phải cắt cực áo quá nhiều. Diện mạo đen tiền đi cùng với cái phần ti vàng ống ánh cũng là một trong những cái ưu điểm khiến cái cặp phục này trông nó hài hòa với tổng thể con xe. Exeter 1/10, một bản độ sau 4 năm tâm huyết. Khi về tay một cái chàng trai có tên là Bi thì cái chiếc Exeter 10 hôm nay nó được dọn phong cách nó đơn giản thôi, nhẹ nhàng như ẩn chứa rất nhiều hiệu năng. Cái mẫu xe này được khoét cho mình một dàn áo trắng kết hợp cùng với cái dàn chân đen, nó liền lạc đi cùng một cái mâm CC7, hình ngôi sao cũng rất gọn gàng đẹp mắt. Cái dàn chân trước người chủ độ lại heo của phành đồ của Mr. Xứng kết hợp cùng cái thắng của Kim Dust, nó đang rất hot hiện nay trên thị trường. Cái dầu heo bấm đầu đem tính nét đẹp thẩm mỹ, ôm theo đúng cái ốc dầu, nó hạn chế tình trạng bị cạy dây dầu. Hai bên lốc nồi được thay bằng cái sản phẩm của SS110i với cái tông màu vàng đậm đặc trưng, một cái dòng sản phẩm chính hãng có thể vừa đáp được cho các dòng Exeter 10 độ, vừa tạo ra cái sự khác biệt mà không cần chế cháo nhiều tiểu tiết nào hết. Xung quanh trang trí bộ ốc kỳ nằm, ống dẫn nước giảm nhiệt của Samco, combo cũng được thay bằng cái đèn titan. Trong kia cái dàn chân sau có dụng cấp nhầm của Kionas nhỏ gọn nhưng khá cứng cáp, được sản xuất dành riêng cho cái chiếc Exeter 10 ở dụng, kết hợp cùng với bộ két chân mang phong cách của xếp ngàn. Nhấn nhã cái dàn chân sau là một cái con heo dầu Fando 2 bít xứng, được làm quét xây ngược tự như cái dòng lọc phân khối lớn. Phần đĩa thắng nguyên bản được làm rất lòng, ăn gian phần đĩa ra ngoài tí xíu để không gây cả cứng giữa heo dầu và mâm. Thay thở tận dụng cho bộ SM Titan nguyên khối đem thức âm thanh quy lực hơn cho cái chiếc xe độ. Cảm ơn các bạn hãy giờ clip này được chi tiếp, nhớ like, subscribe.